Nếu mà giá Bitcoin vẫn tăng á, thì chắc chắn trái phiếu nhà nước và tiền của bạn sẽ đi xuống nhà vệ sinh. Nhu cầu người ta mua Bitcoin thì càng ngày càng tăng. Bạn nên bỏ một 1% tới 3% tài sản của bạn vô Bitcoin. Nó là vậy. Nếu mà giá Bitcoin vẫn tăng á, thì chắc chắn trái phiếu nhà nước và tiền của bạn sẽ đi xuống nhà vệ sinh. Nếu bạn muốn, bạn quan tâm với cái vấn đề tương lai của bạn, tự do tài chính trong 3, trong mấy tháng tới đây, một năm 2 năm tới đây thì đây là cái cơ hội cuối cùng. Bitcoin nó kết nối thẳng với tiền đô la. Và bất cứ một cái đồng nào mà lúc mà nó kết nối với nhau như vậy á. Thì một cái thằng nó lên á. Thì thằng kia nó sẽ giảm. Bởi vì vậy. Lúc thằng Bitcoin lên thì thằng đô la nó sẽ. Nó gọi là xuống xuống và xuống. Ok. À, bạn không có cần gọi là tất cả tài sản của bạn bạn bỏ vô Bitcoin hết. Không cần. Bạn chỉ cần bỏ 1-3% thôi. Nh nhưng mà tránh cái con giá là con giá zero nếu bạn không có một đồng bitcoin nào thì có nghĩa là bạn không có một cái bảo hiểm cho tương lai